Hôm nay là buổi sáng ngày 29 tháng 7 năm 2016 và chúng tôi đang đưa cái tủ rượu bằng gỗ vụ lên để chuẩn bị chuyển cho khách hàng. Ở tủ rượu này thì được làm với tiêu chuẩn đặc biệt là nó cao 2m7, dài 2m04 và chiều sâu tầng 1 là 40, tầng trên là 35. Quay gần thì quý vị thấy là cái cánh rất là dày và nét đục thì rất là nét na. Tôi đang nhìn cái tầng trên ra. Đây là cái tủ tầng trên đang được tháo cánh ra. Đây là hậu của nó. Rất là nặng. Tủ thông thường nó chỉ cao 21 nhưng mà chiếc này thì tầng dưới đã cao 94 và cao tổng nó là 2m68. Và cái phần phôi của nó, các cái phần chi tiết làm cột, làm nóc và các cái chỗ của nó là đều là theo tiêu chuẩn của tủ áo. Cho nên cái hàng nó toát lên một cái tinh thần. Hàng là được đánh trần nguyên vân gỗ. Còn mặc dù để lâu rồi vẫn cần thận để giữ lại chữ ký nhé, khách ký vào đấy cho đấy. Cứ tưởng ấy chứ còn treo được. Em lấy chị mới không được. Đây bây giờ cần quay cận cảnh của cái miếng kéo đây, quý vị thấy miếng kéo nó dày dặn, đường nét như thế này và từ các cái thanh bên trong, từ những cái thanh bên trong này cũng đều là rất là mượt mà cẩn thận. Sau này quý vị cứ nhắc là cái tủ mà rộng 2m04 và cao 2m7 trả hàng hôm 29 tháng 7 năm 2016 là tôi sẽ nhớ ra. Nhưng cứ gọi là chiếc tủ rượu cao 2m7 thì nó chỉ duy nhất là cái này thôi. Đây là những cái chiếc cánh tủ lắp kính, cánh tủ rất dài. Còn cái hình bên trong là bức tranh cỡ lớn, là tranh lễ hội dân gian Việt Nam. Chúng tôi đang chuẩn bị đưa vào phần sơn. Khi nào sơn xong sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị. Đây là cái kính của các đợt. Đức Hiền xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những clip sau. Bây giờ chúng tôi đang quay ở phía trước tầng 1 khu A. Bây giờ chính là bên trong tầng 1 khu A của chúng tôi. Ngày hôm nay thì hàng họ đi nhiều và trông cái tầng 1 có vẻ đã rỗng như một phần nào đấy. Nhưng mà chắc là chỉ vài hôm thì nó lại đầy lên. Xin tạm biệt quý vị.